tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước buồn. Trăm năm nuôi tình không lỡ, quê hương là xứ mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn, bụi khói làm chiều tình quê dạt dào. Mà cái giọng hát không ra gì mà hát cái đó, nó chỉ có nhảy. À ơi, câu hò ca nhau như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Sống lâu trăm tuổi nhá. Xa tôi nhớ hoài trong tôi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời. Trái đôi đẹp lắm quê hương trắng thôn tuyệt vời, câu hát thay lời tình yêu ngọt ngào. Dù xa xôi nhớ hoài trong tôi, nghe tình quê năm ngoái thì là mình cũng họp mặt nhưng mà vì Covid chung cho cả nước thành ra là mình không gặp mặt được nhau. Thế năm nay là cố gắng là đúng là tháng 4 chúng ta lại gặp nhau tại nhà anh Thiệp và chị Quý. Thế bây giờ tất cả các bạn chúng ta là cố gắng là đến cái tuổi này là rất là yếu rồi thì bệnh tật nhưng mà có mà cố gắng đến với nhau được như thế này là quá tuyệt vời rồi. Thì bây giờ nhìn lại quá khứ năm 2020
2017 chúng ta gặp mặt nhau ở cái quán bánh phèo ở ngoài Cầu Đất. Sau cái đợt đấy là ba bạn đã hy sinh, trong đó có Bùi Cường, Thanh Vi và anh Năng Hải. Thế cho nên là cái buổi này là rất là giá trị, đến được với nhau như này không cái gì bằng, của tiền cũng không làm cái gì cả, gặp mặt được nhau là vô cùng là tuyệt vời. Gặp mặt được nhau là hỏi han nhau, được nhìn thấy nhau như này là rất là hạnh phúc. Thế thì không biết nói gì hơn, rất là phấn khởi. Chúc các bạn tất cả là về khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc cùng con cháu. Sau này nếu mà chúng ta còn khỏe chân mạnh tay mà cố gắng đến được với nhau những cái năm sau này nữa, thì các bạn cố gắng đến để gặp mặt nhau. Chúng tôi rất phấn khởi và cái ban liên lạc sẽ rất tích cực để mà đón mừng các bạn. Tôi rất là cảm động với các bạn đến đây, coi như là tăng cường sức khỏe để gặp nhau. Chúng ta đã gặp nhau và họp mặt với nhau hơn 25 năm và bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Đến cái tuổi già nua nhưng ta vẫn nhớ tới nhau. Nhân ra dịp đây, tôi xin có mấy câu chúc các bạn là trăm năm trăm tuổi ta chúc nhau, còn sống ta còn gặp lại nhau, một mai trở về nơi cát bụi nghĩa tình đồng đội vẫn gặp nhau. Nên nào mà chồng có ông Tuấn, bánh kẹo, bánh kẹo không có.